của Hân lành hết chưa? Nó ghép dở quá, với lại không có da đủ đó. Bởi vì nó như Phật độ, ông bà độ mà phải che, mà che đâu có hết được đâu. Dạ. Phải mất đi mà một bên gì mà mặt mày đầu óc tỉnh táo gì là mình cũng con nghĩ là mà. về não á nó dễ va chạm. Dạ. Và gương mặt thì dễ bị trầy trụa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại cái hoàn cảnh của bé Hân. Bé mà năm nay thì giờ 17 tuổi mà vì một tai nạn giao thông trong lúc đi làm để phụ giúp ba mẹ ở Bình Dương á cô bác quý anh chị. Thì sau tai nạn đó thì bé lại mất một tay và một chân. Thì hôm nay thì cũng được sự hỗ trợ Mạnh Thường Quân. Thì Bùi Hồ có quay lại thăm hoàn cảnh của em, thăm em. Và nghe nói ông ngoại nói là hôm nay là Hân mới đi, hổng gài Hân mới đi về, đi bệnh viện về hả ông? Đi bệnh bác. Viện nên phẫu thuật trở lại đó là đi vừa về là 10 ngày. Dạ, thôi bây giờ con với bác vô Hân ha. Rồi, chỗ rồi, Hân. Rồi mình vô. Dạ. Rồi, chú tới thăm cháu. À, chú chào Hân. Dạ. Ừ, nhớ không? Nhớ anh không? Dạ. Thì chú thấy lớn tuổi đó. Bà ngoại hôm nay thì không có nhà hả? Dạ có. Có, mới tắm rửa đó đó. Dạ. À, vậy ông ngoại vô ngồi đi. Hôm nay thì sức khỏe sao rồi? Dạ khỏe. Dạ khỏe hả? Dạ. Nói cho anh mừng với ai? Nghe ông ngoại nói là mới đi bệnh viện về hả? Dạ. Mới về hôm kia. Vậy hả? Dạ. Ba mẹ có qua không? Dạ, có mẹ qua. Có mẹ qua. Dạ. Thấy hôm nay thấy có vẻ là hồng hào lên hả? Quá ăn được nay qua thôi chứ không gài không có bới được đâu. Mấy gài đang cháo. Dạ. Giờ thèm cơm. Thèm cơm mà chiều nay cho ăn miếng cơm mà đều nấu cơm nhão á cho bé ra. Ông đi là chờ gãy ông để làm cái công việc gì có thể nói cho con nghe với. Cái này thì tôi thì không có đi nhưng mà ngoại nó trực tiếp. Dạ. Bà ngoại nó dạ. Để đi để cho bà ngoại nó tường thuật lại cho. Dạ. Bà ngoại mới không xong. Rồi ba mẹ có qua không ông quên không? Ngoại là đây ngồi đây đi. Dạ có mà mẹ qua mà. Dạ hả? Dạ. Anh hai bữa đó lên chung. Lên chung với anh chứ em luôn hả? Dạ. Anh hai thì trực chiến á. Vậy là hôm đó là anh hai với lại Hân với lại ngoại đi xe lên trên kia. Xe lên. Dạ. Dạ. Bà ngoại vô đó ngồi lên đi. Đây vậy. Xe lên rồi mẹ mới đi ở Bình Dương đi qua ngoài đó. Rồi cái thứ hai là làm giấy. Cái sáng tới chiều, cái sáng ngày thứ ba để ba làm giấy, cái làm còn thiếu một cái khâu cái gì siêu âm tim á. Cái bắt đầu sáng thứ tư mới làm buổi sáng nữa, rồi cái mới lên đó, cái mới nhập viện buổi chiều. Rồi mình lên làm cái công việc gì? Nghe nói là đưa hậu môn vô. Đưa hậu môn vô. Dạ. Hôm trước thì con thấy một dạ. À giờ đưa vô rồi giờ còn băng. Rồi được rồi. Vậy là khỏe rồi. Hôm trước là con thấy để một để bọc qua ngoài. Tiêu tiểu ra ngoài. Để bọc đi phân ra ngoài. Đi phân ra ngoài. Hôm nay sinh hoạt lại bình thường hết hơn hả? Bình thường. Cái chi phí đó là bao nhiêu tiền ha bà? Chuyến này có bảo hiểm, nó xài được bảo hiểm cũng đỡ. Khoảng hai mấy triệu, có 18 triệu là nhập viện nha. Còn cái chi phí ở ngoài nó lên cái bắt đầu nó đưa mình kêu phải đóng vô cái thẻ 500. 500 cái lợi nó quẹt cái bắt đầu mới ra cái giấy gì đó đi siêu âm hay đi chụp X quang gì cái thiếu cái anh hai nó đưa vô 2 triệu nữa.
2 triệu nữa cái bắt đầu lợi là quẹt không, quẹt vô máy không. Vậy là tổng cộng hết là trừ bảo hiểm 2 mấy triệu. Trừ bảo hiểm ra còn 2 mấy triệu. Dạ, yeah, trừ bảo hiểm ra. Rồi cái chi phí đó là ngoại lo hay là ba mẹ lo? Bên ba mẹ lo được phần. Ngoại phụ thêm. Dạ. Rồi anh hai cho phụ thêm đó rồi. Rồi bao giờ bác sĩ mới hẹn lại khám lại bà? Dạ có hẹn mà giờ cũng thấy khỏe rồi, chắc không đi tới khám nữa. Có hẹn tới khám mà nhưng mà bác sĩ hẹn bao lâu nha bà ha? Cái bữa đó giấy hẹn mà anh hai đó nói không có đi rồi không có coi, anh hai đó coi mà lần này là mình sợ tốn kém hay sao à? Hay là mình thấy khỏe rồi? Thấy khỏe rồi thôi giờ để mình ăn dưỡng cho nó, cái vết thương nó thấy nó cũng tốt rồi. Vậy hôm bữa với hai là thấy nó khô rồi lành rồi thì ăn uống bình thường xong rồi cái mới điện ngoài công an ngoài coi cái khi nào mình đi ra ngoài ha, nó cho hay rồi mà mình mới có ấy có phương hướng mình đi ra ngoài. Trời, ra ngoài đặng mà thì lành cũng vài tháng. Đi ra đâu à? Cái là Bình Dương á, công an ngoài Bình Dương á. Để làm chỗ đó, đó chỗ mà công an đó, nó đang mà giữ hồ sơ giấy tờ đó. Đây cái vụ án nha. Đặng mà ra ngoài đó, đặng mà mình công an cái đội cảnh sát điều tra của tỉnh Bình Dương á, ổng có vô tới đây để lấy lời khai của bé này. Người đó nói là bây giờ để chờ cho bé này bình phục hết đi. Thể tình trạng nó bình thường hết đi, tinh thần. Dạ đúng rồi, nó bình thường hết đi rồi cái ra ngoài công an nó dẫn lại ở bệnh viện nó cầm lại là nhờ bác sĩ thẩm định thương tật đó là bao nhiêu phần trăm. Dạ để bồi thường. Thể giải quyết tới. Dạ. Chứ bây giờ không biết thương tật thì sao giải quyết không? Dạ thương tật này nặng quá. Coi anh có thể cho anh coi cái phần tay bên kia cái phần tay á bà. Ủa hơn đó, lành hết chưa? Nó ghép dở quá với lại không có da đủ đó. Thành dạ. Ra nó không có mướt, không có láng gì hết. Dạ. Tại vì cái chân dạ, có cái giò nữa mà thành ra mà ghép đây. Đâu có đủ. Đâu không có đủ cái ghép. Da đó nó ghép cho nó ấy. Tay rồi. Chân cũng... không có láng không gì chân chắc từ từ dạ. Có nó giờ nó thì giờ nó hết đau rồi để còn đau không hơn dạ không đụng như hết tê tê đụng luôn cắn cái đó chỉ tê là mọi cái chi phí rồi là mọi cái sinh hoạt đồ là ngoại lo phải lo cho hơn hết rồi dạ nó đâu có tự đi vô được nhưng mà vô trỏng thì nó cũng đâu có đi được phải vô trỏng rồi phải làm cho nó con thấy là Hân có xe lăn có xe lăn ngoài trước rồi xe lăn chứ cũng đâu xe lăn là mượn không chịu đó đâu có đi được đâu rồi bác xe sĩ có nói là bao lâu thì mới có thể là làm một cái chân lại cho Hân nó không có nói gì cho mình hỏi nó thì cái hướng được mà bà bao nhiêu tiền vậy thì nó nói 200 có lấy lên nếu cái chân mà nó nhẹ chừng nào là nó đắt tiền hơn chừng ấy có nghĩa là cho mình có cảm giác nó nhẹ cái dạ. Chân nó nhẹ là nó đắt tiền hơn cái chân nặng như là cái tốt cái xấu vậy dạ. Nhưng mà có nói là bao giờ thì mới làm được cái công chuyện cái việc đó không hay bà ha chưa thì bây giờ tại vì cái chân này nó cũng chưa có lành hẳn nó lành nhưng mà cái độ lành thì nó lành thôi chứ nó cũng chắc chưa nó, có khỏe dạ. Thành ra giờ mình cũng chưa ấy chưa có nghĩ tới bây giờ là đợi đi ra ngoài Bình Dương đó hội đồng giám định coi làm sao dạ. Rồi thương lượng rồi hai bên làm sao rồi về rồi cái cũng cho nó ăn uống rồi cũng chắc cũng vài ba tháng rồi cái mới có đi lên bây giờ tính là đi lên bệnh viện trung tâm chỉnh hình chứ không có lên Chợ Rẫy nữa. Dạ thì sau khi mà để cho Hân bình phục hết á thì mình hãy làm cái công việc đó.
Thì có gì thì còn lên để cập nhật cho cô bác với chị xem. Hôm nay thì không thấy Hân cười ta. Cười lên mới vui lại chứ. Thật ra thì sau khi mà con đăng clip của Hân lên á thì cũng có rất nhiều người quan tâm. Thì con hôm trước con cũng có nhận được một cái cuộc điện thoại của nó là có thể là một ngày nào đó thì về thì có thể con hướng dẫn lại gặp để có thể hỗ trợ cho Hân làm cái chân. Thì nhưng mà nó cũng chưa có, con có nghe được gọi một lần nhưng mà con chưa nghe có động thái gì, thì con có gì con cho hay. Đó, cái đó là cái tin mừng cho mình. Thứ hai nữa là khi mà con nghĩ như thế này, sau khi mà quay clip về nghỉ Hân á, chắc hôm đó là đi chùa á, thành thử ra là mình về mình mặc dù là tai nạn mà đi chùa chắc có thể độ, nên thành thử mình còn giữ được cái tính mạng của mình. Mà đặc biệt với lại cái gương mặt của em á, mặc dù là một phần cơ thể bên đây nè nó đã rời đi, nhưng mà cái gương mặt của em nó vẫn coi như là không bị trầy xước gì hết. Đó. Cái đó là một điều phải nói là diệu kỳ ha, diệu bà kỳ đó. Bởi vì nó như Phật độ, ông bà độ mà phải che, mà che đâu có hết được đâu. Dạ. Phải mất đi mà một bên gì mà mặt mày đầu óc tỉnh táo gì là mình cũng con nghĩ là lắm. về não á nó dễ va chạm. Yeah. Và gương mặt thì dễ bị trầy trụa. Nhưng mà cái người té bình thường nó cũng vậy nữa, nhưng mà Hân lại hoàn toàn gương mặt không nè trầy hơi tơ vậy. Tay mà trầy nè, tay trầy bên đó luôn. Mà gương mặt thì mà không có mà bởi tôi nói nó ngộ để nó Phật độ. Bà có tin là Phật độ á? Dạ. Con cũng tin là vậy. Hôm đó vậy sao con tôi nói hang đây nè, tùm lum cái tay luôn á, tay mặt không mày không có luôn. Đầu óc mặt mày là bình thường hết. Bình thường luôn. Không biết là sao. Ở Phật che sau cái tai nạn của Hân thì bà có nghĩ rằng đây là ơn trên che chở Phật độ chứ không phải là bình thường nữa đâu. Nói là ông bà rồi trời Phật gì là cũng phải che chở, mà che chở đâu có hết. Phải tai nạn mà che cũng một phần nào thôi chứ đâu có chịu hết. Cái xe máy nó lâm vô cái đầu xe kia là nát cái đầu ở đây. Dạ. Mà nói vậy đó là nói chung là chắc có thể là ba mẹ ông bà rồi, tu rồi, thành thử là con mới được vậy đó Hân. Dạ. Sau này cũng có thể trở thành một nhân tài sao? Vậy vậy. Bà ngoại đó thì để như 14 gầm đi chùa. Dạ. Đó 14 thì mình là gõ bánh in đem vô chùa cúng. Cái phần bữa nay dạ. Đi làm hết không có nổi rồi. Cái phần vô vi, cái phần tâm linh á, cái phần mà về tín ngưỡng và tôn giáo Phật nhầm khi mình không thấy nhưng mà người ta đang che chở cho mình không biết được. Dạ. Ta che chở người ta đâu cho mình biết trước đâu. Dạ. Nói chung là cũng may mắn gặp hôm nay thì về cái phần chắc khoảng một tháng nữa thì cái phần sinh hoạt của em thì nó có thể bình thường lại rồi. Yeah. Nghe ông ngoại người sáng điện cho ông ngoại nói là Hân mới đi về. Tại lên đây thì sợ không có gặp em. Nghe hôm trước con nghe nói là Hân phải đi đem cái hormone vô trong á. Thì hổng ra em có đi vòng ở sớm thôi không? Dạ không. Không, anh ở nhà không hả? Thơ lên trển hai bữa mà nghe ngủ con đá là tôi ở nhà tôi ngủ cũng được. Dạ. Bị chưa cho nhập viện. Không có chỗ vô ha. À, chưa cho nhập viện là đâu có chỗ mình nghỉ đâu. Dạ. Rồi xuống có chỗ thôi mấy nhà mình chờ đợi đó, ngủ con đá. Tôi nói trời ơi cháu tôi mà kiểu này ngủ con đá cho tụi nổ rồi. Dạ, vui không Hân? Vui lại chưa? Dạ cũng vui. Cũng vui hả? Nói vậy cho bên Hân thì cũng còn có được ông ngoại bà ngoại quá thương rồi. Rồi với thứ hai nữa là ba mẹ nó cũng cố gắng làm, cũng còn đứa gái đầu gái là. Hôm nay thì đến đây quay trở lại thăm em. Thì hôm trước thì có một cái cuộc điện thoại của chú đó gì đó. Thì khi nào có thì mình hay tùy duyên nha bà ha. Yeah. Hôm nay thì con trở lại đây thì trước đây á thì quay về cái hoàn cảnh của Hân á thì anh được ở Hồng Ngự thì cũng quê hương cũng Thanh Bình của mình luôn. Con ở bên Cù Lao á, con năm sắp Cù Lao. Dạ thì anh được Hồng Ngự giới thiệu thì hôm nay thì đến đây thì cũng đại phụ giúp cho bà với lại cho ba mẹ Hân đỡ phần nào, thì con xin được phép thông qua danh sách Mạnh Thường Quân để gửi ủng hộ tiền cho Hân. Thì thưa cô bác quý anh chị, đây là danh sách của Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền cho
bé Hân. Thì anh được ở Hồng Ngự ủng hộ 2 triệu. Một mạnh thường quân dấu tên ở An Giang ủng hộ 300 nghìn đồng. Chú Thái Cường ở Canada ủng hộ 100 đô Canada, đổi lại là 1 triệu 800 nghìn đồng. Một mạnh thường quân tên là Tan Gia Huỳnh ở Seattle của Mỹ ủng hộ 4 triệu đồng. Thì cái số tiền của mình á, thì 100 đô Canada còn đổi ra được 1 triệu 8. Thì ra được là 6 triệu, 1 triệu 8, 7 triệu 8, được 8 triệu 100 nghìn đồng để họ ủng hộ cho gia đình của mình. Thì con sẽ trao luôn. Như là cảm ơn Mạnh Thường Quân với chú cũng cảm ơn quá. Dạ, không có gì, tại vì mình cũng chia sẻ một phần nào dạ. cho Hân vui. Dạ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Nhờ được này là 4 triệu quân rồi mà. Các nhà tài trợ Mạnh Thường Quân ủng hộ 8, 9, 10, 11, 28 triệu 100 nghìn đồng bạn. Dạ. Nói chung là con vẫn nói mà Hân có một cái nụ cười của thiên thần mà. Thì con gửi cho bà để phụ thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho bà để mà phụ nuôi Hân cũng như là phụ với lại ba mẹ của Hân để có tiền đi khám chữa bệnh tái khám rồi đó. Thì bà có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Thì trước hết là cảm ơn các Mạnh Thường Quân với ở trong nước và ngoài nước. Thì lần này tôi không biết nói gì hơn, tôi rồi bà ngoại của nó cũng có chút là mang ơn bạn mà giúp đỡ cho cháu tôi có một cái số tiền cho nó như là nó ăn uống, rồi nếu mà có tiền nhiều thì cho nó gắn lại cái chân cái tay gì cho nó đi sinh hoạt tự, chứ không lẽ tôi sống hoài đâu, phải già rồi cũng phải có ngày mình đi chứ mà về quê chứ đâu phải mà ở đây hoài đâu. Thì cũng phải cảm ơn hết, chứ cảm ơn chú cũng nhờ chú đó mà mới có được anh chị em mới biết được, là mới có gửi được cái số tiền. Bà cháu tôi không biết nói gì hơn. Con có nói là nào không Hân? Dạ em cảm ơn các bạn Thường Quân là trong ngoài nước đã coi clip này, đã ủng hộ cho em số tiền. Em rất là cảm ơn, em không biết nói gì hết. Em chỉ biết là cảm ơn. Bùi Hồ xin thay mặt cho ông bà ngoại của Hân, thay mặt cho ba mẹ bé Hân, thay mặt cho Hân thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như là ở ngoài nước đã cùng chung tay hỗ trợ với Hân với lại gia đình của Hân trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thì mong thì đây sắp tới anh em mình sẽ còn một cái cơ duyên nữa, đó là có thể thực hiện cho bà ngoại của Hân một cái ước nguyện, đó là cho em một cái chân để mà em có thể tự sinh hoạt, đi tới đi lui bình thường. Và tại bà ngoại cũng nói là cũng lớn tuổi cao sức yếu rồi, để cho em có thể sinh hoạt bình thường, và đó là ước nguyện của bà ngoại với Hân. Thì trước tiên thì cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hân đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, chúc cô bác quý anh chị sức khỏe và an lạc. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau nha. Dạ, chào bà. Chào Hân nha. Chào ông ngoại Hân luôn nha.